Kỳ Lân xin trân trọng kính chào tất cả quý khách. Hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu đến với tất cả quý khách, đây là cái hộp tủ đựng ủ xì gà. Toàn bộ mặt bên trên, hai bên hông là họa tiết của vân carbon, rất sang trọng và đẳng cấp. Vân carbon này, họa tiết carbon này thường được sử dụng trong rất nhiều những xe ô tô sang và siêu sang, kể cả mặt phía sau luôn cũng là được họa tiết vân carbon. Và một cái điểm nổi trội mà gây ấn tượng nữa đó chính là mặt phía trước họa tiết vân gỗ, màu này rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất sang trọng. Điểm đặc biệt nhất của hộp tủ ủ đựng xì gà này đó chính là có tính năng mở khóa, khóa bằng vân tay, tự động khóa và mình mở khóa bằng vân tay chạm vào. Toàn bộ bên trong này đó chính là gỗ tuyết tùng, gỗ này chuyên dùng để sử dụng cho tất cả những hộp, những tủ ủ đựng xì gà. Toàn bộ những cái chi tiết màu vàng trên các thiết bị, phần khóa, phần bản lề này đều là mạ PVD cao cấp hết. Đây là những phần, những ngăn bên trong để mình có thể ngăn sắp xếp theo thứ tự, theo cái sở thích, theo ý muốn của mình. Cái vòng tròn trên cái ngăn này là mình để mình gắn cái kế. Toàn bộ phần ngoài của màn hình hiển thị này cũng được mạ công nghệ mạ PVD màu vàng. Đây là cái hộp để mình đựng nước cắt để tạo giữ đoạn đúng theo mong muốn của mình, cho những đĩa xì gà luôn luôn ngon nhất khi mình sử dụng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.